Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Việt Anh. Quý vị đang theo dõi chương trình Căn phòng bí mật, nơi chúng ta gặp gỡ những khách mời đặc biệt để lắng nghe câu chuyện của họ và bàn luận về những chủ đề trong cuộc sống. 16 tuổi, các bạn sẽ làm gì? Có thể là đi xem phim, nghe nhạc, đọc sách, thậm chí là đi chơi với người yêu. Nhưng 16 tuổi, nhân vật ngày hôm nay của chúng tôi thì đã giành huy chương vàng SEA Games trong lần đầu mà cô ấy tham dự. Đó là ai? Hãy theo dõi clip ngay sau đây. Trương Thị Phương là con út trong một gia đình dân tộc Sán Dìu, chuyên làm nông, gia đình không có điều kiện. Nhưng cô gái ấy giờ đây đã trở thành vận động viên canoeing trẻ tuổi của thể thao Việt Nam. Cô gái sinh năm 1999 đã giành được huy chương vàng tại lần đầu tiên tham gia SEA Games năm 2015 khi mới 16 tuổi. Ngay sau đó, sự nghiệp của Phương như diều gặp gió, liên tiếp đưa rất nhiều huy chương về cho thể thao Việt Nam như giải vô địch châu Á, SEA Games 28, 29. Ngày hôm nay, hãy cùng căn phòng bí mật trò chuyện với cô gái này để hiểu rõ hành trình chinh phục những tấm huy chương quý giá dành cho nền thể thao nước nhà. Xin chào Trương Thị Phương đã đến với căn phòng bí mật. Xin chào anh Việt Anh và xin chào tất cả khán giả của căn phòng bí mật. Chắc chắn nếu mà xuất hiện trên TV thì sẽ là một Trương Thị Phương trong những cuộc thi đấu nảy lửa. Còn ngày hôm nay lại ngồi đây tâm sự thì bạn có sẵn sàng chia sẻ những điều bí mật trong cuộc sống của mình không? Vâng, em sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Câu hỏi đầu tiên mà Việt Anh muốn dành cho Phương đó là cơ duyên nào đã đưa bạn đến với canoeing? Ra là cơ duyên thì nó cũng chỉ là trùng hợp thôi ạ. Là khi em còn đang đi học thì đã được các thầy về tuyển và mình đã theo từ lúc đấy. Lúc đó thì gia đình Phương có ủng hộ không? Mới đầu thì bố mẹ em cũng đồng ý cho em theo, cũng ủng hộ. Thì sau thì là gia đình đồng ý cho theo luôn. Và lý do nào mà khiến em quyết định là sẽ theo đuổi thể thao và đặc biệt là theo đuổi canoeing? Thực ra là từ ngày xưa em đã thích thể thao, từ thời em còn đi học tiểu học, em đã tham gia kéo co cho trường, rồi rất nhiều thể thao khác. Nhưng mà rõ ràng nhé, là bộ môn canoeing cũng là một bộ môn khá mới tại Việt Nam. Và anh nghĩ rằng là những bộ môn dễ hơn, ví dụ như điền kinh này, hay là bóng chuyền này, nó sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ gần gũi hơn. Tại sao mình lại chọn là canoeing? Thực ra nó là duyên ạ, tại vì ngay từ ngày đầu khi mà mình đi thì thực ra là em cũng không có kiểu tìm hiểu trước là có những cái bộ môn nào và mình sẽ theo học bộ môn nào. Thì khi mà chọn thì theo học bộ môn này thì nó khá phù hợp với cơ thể và cơ địa của mình. Và mình có thể phát huy tốt ở bộ môn này nên là em theo đuổi luôn ạ. Tức là trong quá trình mà mình rèn luyện thì mình phát hiện ra là về cơ thể của mình phù hợp. Vậy còn cái sở thích thì sao? Mình có cảm thấy mình yêu thích nó thực sự không? Thực ra là khi mà bắt đầu một cái môn nào đều là mới và lạ lẫm thì chắc chắn là mình sẽ yêu thích ngay từ đầu. Mình rất là lạ với những cái gì mà mới. Vậy thì bộ môn canoeing thì sẽ khác gì chèo thuyền thông thường? Theo em được biết thì em nghĩ là bộ môn canoeing thì nó sẽ là dạng thuyền cách tân với các thuyền truyền thống. Và nó sẽ nhỏ và dài hơn. Nó sẽ nhẹ hơn thuyền truyền thống rất nhiều. Bộ môn canoeing này thì sẽ thi đấu đơn hay là có cả đồng đội? Bộ môn này thì nó có cả đơn và đồng đội, cả cá nhân và đồng đội. Trước đây thì anh cũng nghe nói là em rất thích võ thuật đúng không? Vâng. Tại sao lại không đi theo con đường võ thuật? Thì bé thì ở nhà thì cũng chỉ biết là đến võ và những cái môn gọi là cơ bản. Nên bố mẹ em thì cũng không khá là không thích con gái học võ. Nên là ngay từ đầu là bố mẹ đã không thích về bộ môn đấy. Xong cơ duyên thì mình lại được sang đua thuyền. Là em đã theo đuổi luôn từ lúc đấy. Phương đã tham gia SEA Games vào năm 16 tuổi, có nghĩa là rất là sớm. Cái cảm xúc của em như thế nào khi biết là mình sẽ là một trong những người được thi đấu SEA Games? Rất là ngày đấy thì còn quá bé để mà hiểu là mình sẽ tham gia giải đấu nó lớn như thế nào. Thì cũng chỉ rất là vui đó, vui và vinh dự khi mà mình được tham gia một giải đấu lớn cùng các anh các chị lớn tuổi, lứa trên và những người dìu dắt mình ngay từ đầu. Mục tiêu lúc đó của em? Mục tiêu lúc đấy của em thì cũng đơn giản thôi, là cứ thi hết khả năng của mình, là đi thi không áp lực gì vì mình vừa là mới vừa là bé nên cũng không bị áp lực gì từ ai cả. Lúc đó thì đã bao giờ trong đầu nghĩ là mình sẽ được huy chương? Thực ra em chưa bao giờ nghĩ luôn, vì thứ nhất là mình còn bé, thứ hai là mình đi cọ sát
Lúc đấy thôi cũng chưa hề nghĩ là đặt nặng hay là phải mang về huy chương gì cả. Cảm xúc của Phương như thế nào sau khi biết là mình đã là vị trí số 1 và sẽ giành được huy chương vàng? Thực ra là ngay lúc mà cán đích ý, bản thân em cũng chưa biết là em về đầu tiên hay là về thứ bao nhiêu cả. Chỉ khi sau khi mình lên bờ thì được ban huấn luyện, các anh chị lao ra chúc mừng và nói là mình về thứ bao nhiêu thì lúc đấy là rất là vỡ òa luôn và rất là vui vì không nghĩ bản thân mình có thể làm được điều như thế. Và cảm xúc khi mà đứng trên bục được cầm cờ Việt Nam này, rồi là nghe quốc ca Việt Nam và cầm trên tay tấm huy chương vàng thì lúc đó nó như thế nào? Lúc đấy gọi là rất là cực kỳ vui và xúc động luôn khi mà được lên bục cầm quốc kỳ của Việt Nam giơ lên và hát quốc ca. Nó vừa tự hào vừa là một cái điều gì đấy mà bản thân mình cảm thấy là xứng đáng với những gì mình đã nỗ lực bỏ ra. Anh nhớ là khoảng cách giữa em và tuyển thủ ở vị trí thứ hai chỉ có phút sao, 2 giây thôi đúng không? Và lúc đó khi mà em về đích thì thuyền còn bị lật nữa, thì cảm xúc đấy thế nào? Thực ra là vì về đích bằng tốc độ nhanh và mình dùng hết sức của mình, khi mà về đích mình không còn được cảm giác nữa. Thì khi mà bị lật thì chỉ biết là ngã thôi ạ, cũng không biết là mình về thứ bao nhiêu và đối thủ mình về như thế nào. Thì đến khi được lên bờ thì mới biết. Lúc đó có sợ hãi không? Có, vì bơi về đích mệt. Chân tay gần như là kiểu cứng hết ra, không bơi được. Sau ngày hôm đấy thì em có thấy gì khác không trong cái suy nghĩ của mình? Ra ở tuổi đấy thì em cũng không có nghĩ gì nhiều, em chỉ vui và có nghĩa là rất bình thường, kiểu mình chưa thể hiểu được cái cảm giác là nó mình cái điều mà mình mang lại nó tự hào đến như thế nào. Thường thì khi mà mình tham gia thi đấu canoeing thì sẽ gặp phải những cái chấn thương hay là những sự cố gì? Dạ có, thì canoeing của em thì thường là chấn thương nhiều nhất sẽ là lưng và vai, vì hai cái phần mà mình vận động mạnh và mình dùng lực chính. Em đã từng bị chấn thương nó rất nặng trong một giải đấu chứ? Em là người bị chấn thương rất là nhiều luôn, và nặng. Em bị chấn thương lưng từ năm 2014 khi mà em bắt đầu vào thành tích cao, và đến năm 2017 thì em có bị rách cơ vai nhưng mà em điều chỉnh lại rồi. Lúc đó thì mình có cảm thấy sợ hãi tại vì nó chắc chắn sẽ ảnh. Khi mà lần đầu tiên mình bị thì mình cảm thấy nó rất là sợ vì mình đau và mình cũng chưa kiểm soát được những cái đau của mình, mình cứ thấy đau là mình sợ rồi. Nhưng đến bây giờ thì khi mà nó theo mình và nó cũng là một cái gì động lực của mình để mà mình cố gắng, thì em thấy nó là một điều gì đấy rất bình thường để mình cố gắng luôn. Mình càng đau mình càng cố gắng. Không chỉ là tham gia SEA Games là khu vực Đông Nam Á mà em đã từng giành cả huy chương vàng của châu Á nữa. Vậy ở quy mô tầm cỡ châu lục thì có khác? Khi mà tham gia SEA Games và cùng năm đấy tham gia châu Á và đạt huy chương vàng, rất là lúc đấy là những cái điều mà có thể là mình phải nói là không thể tưởng tượng được. Và mình cũng chỉ nghĩ là mình khi mà mình được xuất đi tham gia, mình tham gia với khả năng là hết khả năng của mình, hết sức của mình với những gì mình được tập luyện và mình cố gắng, chỉ chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đạt được huy chương hay là sẽ có một tấm huy chương nào đấy. Vì từ Đông Nam Á và ra châu Á đó là hai thái cực khác nhau hoàn toàn luôn. Sau khi giành được rất nhiều thành tích như vậy thì nó có tạo cho Phương cái áp lực? Em chưa giờ áp lực về thành tích. Em không nghĩ nó là một áp lực, vì đối với em đấy là một cái điều tự hào và là một thành quả khi mà mình cố gắng để mà nhìn vào đấy mình cố gắng hơn. Và không hề áp lực về thành tích. Nhưng ví dụ chẳng hạn như là năm ngoái thì được huy chương vàng, năm nay lại được huy chương đồng, năm sau là có thể là maybe không được huy chương, mình có buồn không? Thật ra có buồn ạ. Chắc chắn là có buồn rồi, nói không buồn thì nó không thể. Mình rất buồn nhưng mà mình cũng phải đơn giản thôi ạ. Thể thao nó là như vậy ạ. Phải có người lên, có người xuống, có lúc này lúc khác. Và như bản thân em, từ thời ngày xưa em còn rất trẻ, các chị ấy rất, các người ở bộ môn của em, họ tập rất lâu rồi, họ rất là giỏi ạ. Họ giỏi hơn em rất nhiều nhưng mà mình vẫn có thể vượt qua họ. Và sau này các em cũng như thế và mình cũng mong muốn là nó phải như thế ạ. Không thể mình là tốt mãi được, vì mình cũng chỉ có đến một thời điểm nào đấy mình phải dừng lại và để cho mọi người kế cận. Nên em nghĩ nó là một điều rất là hợp lý và bình thường. Đương nhiên bản thân mình sẽ cố gắng hết sức mình có thể. Cho đến hiện tại thì Phương còn nhớ là mình đã giành được bao nhiêu giải thưởng, bao nhiêu tấm huy chương ở nhà? Và đến hiện tại thì chắc em phải được hơn 150 cái huy chương. Hơn 150 huy chương, và trong đấy có bao nhiêu huy chương vàng? Huy chương vàng của em khá nhiều, nó phải chiếm khoảng tầm hơn 100 cái, cũng
phải tầm 100 cái thôi chứ. Vâng. Có bao giờ mình cảm thấy là mình đã có quá nhiều thứ như vậy rồi, mình sẽ không cố gắng nữa? Không ạ, tại vì nếu mà con người không cố gắng thì sẽ chẳng còn có cái gì hết. Vì em nghĩ kể cả bất cứ mình ở đâu, ở trên địa vị nào mình cũng đều phải cố gắng hết. Có thể là nhìn xuống mình hơn rất nhiều người, nhưng nhìn lên chắc chắn là mình sẽ không bằng ai cả. Và mình phải nỗ lực hết mình, những gì mà mình có thể làm được. Chúng ta vừa trò chuyện với nhau về nghệ thi đấu SEA Games và thi đấu giải châu Á đây. Còn chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn về việc là em đã theo đuổi cái bộ môn này như thế nào. Thì chắc chắn là để trở thành một vận động viên canoeing là em đã hy sinh rất nhiều thứ. Đó là những điều gì? Điều hy sinh mà để bây giờ mình nghĩ lại thì chắc là cái tuổi trẻ, không phải thanh xuân ạ, nó là trẻ con, cái tuổi trẻ con của mình mà mình được đi chơi này, được bố mẹ nuông chiều các thứ đấy là mình không được hưởng, có nghĩa mình không được cảm nhận. Em phải xa nhà từ rất sớm đúng không? 12 tuổi thì đã xa nhà rồi. Lúc đó thì có buồn? Mới đầu thì vui ạ, tại vì cảm giác lần đầu được xa nhà thì rất là vui ạ. Không bị bố mẹ quản thúc là nghĩ đến đã thấy vui rồi. Nhưng mà sau khi mà em đi, em vẫn nhớ là 3 hôm đầu đến hôm thứ 3 là bắt đầu tự dưng em bật khóc luôn vì em nhớ nhà. Tại vì em chưa bao giờ đi khỏi nhà em quá một ngày hoặc là ngủ ở nhà ai một ngày cả. Nhưng em nghĩ là điều khó khăn nhất khi mà mình xa nhà là gì? Điều khó khăn nhất khi mà mình xa nhà là mình phải tự nỗ lực bản thân. Tự mình phải tự lập. Tất cả mọi vấn đề đều phải tự bản thân mình bảo bản thân mình là mình phải cố gắng. Cái môi trường luyện tập ở khu trung tâm mà em theo đuổi có khắt khe không? Huấn luyện viên có bao giờ mắng hay là thậm chí là quản thúc mình rất là nghiêm ngặt? Dạ có chứ ạ, tại vì đấy là trách nhiệm của các thầy và em nghĩ cần phải như vậy. Vì khi mà mình còn trẻ các thầy phải quản thúc mình nghiêm ngặt để tránh mà mình sa ngã vào những cái thứ không tốt. Còn tập luyện thì các thầy không bao giờ mắng bọn em ngoài đời ạ. Chỉ có trong tập luyện các thầy chỉ bảo thôi chứ cũng không mắng, có nghĩa là bọn em không bị mắng. Trong giai đoạn đầu tiên đấy thì lịch trình tập luyện của em như thế nào? Khi mà mới bắt đầu bọn em tập luyện rất nhiều. Tại vì là khi mà bắt đầu mình cần một nền tảng thể lực, kỹ thuật, chuyên môn rất là cao luôn. Nên là bọn em gần như là tập luyện cả ngày ạ. Chỉ trừ ra thời gian ăn, ngủ và nghỉ thôi. Thế là khoảng mấy tiếng một ngày? Do bọn em tập cũng khá là nhiều, chia nhiều ca đấy, từ từ em tính. Chia nhiều. Nó phải 12 tiếng ban ngày thì từ sáng sáng khoảng 3 tiếng, chiều khoảng 3 tiếng, tầm 6-7 tiếng một ngày. 6-7 tiếng một ngày. Đã bao giờ mà vì cái khoảng thời gian tập luyện quá là khắt khe này, rồi là nhiều này, và mệt mỏi này, mình đã muốn quay về chứ? Có bao giờ trong khoảng thời gian mà em còn trẻ đấy, em đã muốn quay về nhà chứ? Đã có chứ ạ. Đấy là ở cái thời mà khi mà còn trẻ mà mình còn chưa thể nghĩ được ạ. Cứ mệt là mình muốn về ạ. Cứ mệt là muốn về thôi. Nhưng mà thực ra là em cũng ít khi nghĩ đến như vậy. Chỉ khi nào thật sự là bản thân mình quá sức của mình mà mình không thể trụ được và lúc đấy mình không giải tỏa được cái tâm lý của mình đi thì mình mới nghĩ như vậy. Lúc đấy thì ai sẽ là người bên cạnh để động viên mình? Thì thường là sẽ là nghĩ nhiều hơn là mình sẽ nói ra. Nghĩa là mình chỉ nghĩ trong bản thân nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng duy trì. Cũng có một vài lần thì các thầy cũng khuyên nhủ và bạn bè. Nghĩa là ở đấy hồi bọn em tập thì có các bạn đồng trang lứa rất là vui. Thì cứ tự bảo nhau và khuyên thôi cố gắng, cứ cố gắng. Thế là sao lại cố gắng đến bây giờ. Nhưng mà thời điểm đó thì khoảng bao lâu thì em sẽ được về thăm nhà? Hồi mới hay là bây giờ? Hồi mới thì nhà em cũng khá gần trung tâm. Cứ hồi đấy em còn nhớ nhà nhiều thì cứ một tuần thầy cho em về một lần. Thì bố em lên đón về thứ bảy chủ nhật. Xong rồi lại lên tập. Sau thì tầm một tháng mà em sẽ về một lần. Với một bề dày thành tích như vậy thì có bao giờ mà Phương nghĩ là bạn bè, đồng đội của mình ghen tị chưa? Cái này thì em sẽ không trả lời chắc chắn được vì đấy là suy nghĩ của từng người và từng cá nhân họ. Nhưng đối với em nghĩ về tất cả các bạn của em thì em nghĩ họ sẽ không ghen tị và tị nạn. Vì bọn em đều cố gắng vì một mục đích chung. Đều vì thể thao của nước nhà và thể thao của tỉnh, của từng tỉnh cá nhân. Nên khi mà em nỗ lực và với những cái gì mà em nỗ lực ra thì đều được đền đáp xứng đáng hết. Nên cá nhân ai họ nỗ lực như thế nào họ đều được đền đáp như vậy. Em nghĩ họ sẽ không tị nạnh về những cái vấn đề như thế. Thời điểm mà em còn trẻ tuổi như vậy thì
có bao giờ có những người họ đàn anh đàn chị xem thường mình? Dạ, khi mà mình mới bắt đầu ấy, thì họ cũng khá, nói xem thường thì không phải, nhưng họ khá là không coi trọng mình, ý có nghĩa là họ không không nghĩ là mình sẽ có một ngày như vậy, và họ sẽ gọi là chỉ để gọi là biết mình, đề cập đến mình thôi, chứ cũng không 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 quá quan tâm là mình như thế nào hay mình là ai cả. Chuyển sang một chủ đề khác, đó là về dù sao thì là một vận động viên của môn thể thao nào cũng vậy, những cô nữ vận động viên thì vẫn là những cô gái. Nhưng mà có bao giờ mà Phương nhận được cái lời chê là trông con bé này giống đàn ông quá? Đấy là câu em nghe từ thời em mới tập luyện. Tại vì từ hình thể của em và giọng nói của em, mọi người lần đầu tiên mọi người nghe, mọi người ai cũng bảo em là đàn ông. Chê lại có buồn không? Thì mới đầu em cũng buồn, nhưng mà em nghĩ đến bây giờ nó cũng là một cái hay riêng của bản thân mình, không có gì đáng để buồn cả. Mỗi người có một cái đặc điểm riêng, em nghĩ nó cũng là một cái để mà người khác nhận biết ra là mình ạ. Anh thấy các bạn nữ thì sẽ thường là chăm chút cho bản thân rất là nhiều, tóc tai này, mua đồ về để chăm sóc da này, rồi son các thứ. Thì Phương thì sao? Em là một người cực đam mê về cái đấy. Vâng, em rất là điệu luôn, có thể nhìn em như thế này, nhưng mà em rất là điệu, em rất thích mấy cái đấy. Thường thì em sẽ trang điểm và make up lúc nào? Thường thì sẽ là đi ăn cưới bạn bè, dự hội nghị hoặc là bất cứ một cái gì mà mình có thể mặc diện được ạ. Nhưng tại sao hôm nay xuất hiện ở đây là một cô gái rất giản dị như vậy? Dạ, hôm nay em thích những điều giản dị hơn, chỉ khi mà thật sự là mình cần. Còn em rất thích những cái đồ điệu, trang điểm, các thứ, nhưng mà không phải lúc nào em cũng sẽ điệu như vậy. Phương xuất phát là một cô gái người dân tộc sán dìu. Có bao giờ mà em cảm thấy tự ti về điều đấy không? Em chưa bao giờ. Em nghĩ đấy là một cái gì đấy rất là hạnh phúc và vinh hạnh của em. Vì khi mà mình là có thể là một người dân tộc thiểu số, mà mình có thể mang đến những cái thứ mà nhiều người khác, nhiều người họ có thể gọi, em không nói toàn thể, nhưng nhiều người họ có thể là kỳ thị dân tộc thiểu số. Họ phải nhìn vào đấy để họ nể phục mình. À, cộng đồng người sán dìu có tự hào với em? Dạ có, cộng đồng người sán dìu rất là tự hào với em. Mọi người rất là hay hỏi thăm rồi chia sẻ lên các fanpage của dân tộc về em. Em cũng rất là vui vì điều đấy. Có một điều mà chắc chắn rất nhiều bạn khán giả và những người hâm mộ thể thao sẽ tò mò, đó là chế độ ăn của một vận động viên, đặc biệt là vận động viên nữ như Phương thì sẽ thế nào? Dạ, bọn em ăn uống cũng rất là bình thường đó. Có nghĩa là đương nhiên chế độ mình sẽ không phải như người bình thường, mình cũng sẽ ăn đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng, nạp đủ tất cả các năng lượng, đương nhiên sẽ ăn nhiều hơn người bình thường một chút ạ. Thường là em sẽ cái khẩu phần ăn mà em thích, yêu thích sẽ là như thế nào? Dạ, em thì thích kiểu, em thích ăn theo kiểu cơm gia đình. Có nghĩa là những cái món em thích thì em cũng hơi khó ăn một tí, là nhiều món em không ăn được. Ví dụ là món nào? Là em không thích rau thơm kiểu vậy, mà mọi người nấu ăn mọi người hay cho rau thơm rồi. Có nghĩa là em không quá thích đồ biển, nên em hay ăn những cái thứ như kiểu chỉ thịt, thịt gà, thịt lợn, các thứ linh tinh, gọi là đồ kiểu ở quê quê đó. Đấy, kiểu em thích mấy món như vậy. Có phải kiêng không? Ví dụ như là... Không, bọn em không kiêng bất cứ cái gì vì bọn em không phải ép cân. Không phải kiêng ăn đêm à? Ngày xưa bọn em là khuyến khích ăn đêm. Ăn đêm để cho khỏe hơn, nhiều chất hơn. Rõ ràng cái việc mà mình ăn nhiều như vậy nó sẽ khiến cho cái cơ thể của mình, đúng không? Nó trở nên phồng phao hơn. Và cái một cô gái thì rõ ràng là với một hình thể mà nó quá đồ sộ, nó sẽ là một cái cản trở, đặc biệt là trong chuyện tình yêu. Thực ra em, như bọn em là bọn em ăn uống đủ chất đấy ạ. Có nghĩa là bọn em cũng sẽ tập luyện hết, có nghĩa là gần như là bọn em ăn bao nhiêu bọn em sẽ tập hết bấy nhiêu, không để thừa và tích tụ quá nhiều. Và trong tình yêu thì nó mọi thứ, có nghĩa là mọi thứ nó cũng bình thường đã. Có thể là nhiều người, người ta rất thích mình, nhiều người thì người ta lại không thích cái kiểu người như vậy ạ. Thời gian em luyện tập và thời gian em thi đấu cũng chiếm khá nhiều khoảng thời gian trong cái thời gian của Phương. Vậy thì thời gian là để mình có một cái mối tình thì nó sẽ xảy ra lúc nào? Thực ra là nó nhiều và nhiều dịp lắm, nó nhiều trường hợp. Và thường thì em không biết mọi người như nào, nhưng như bọn em thì sẽ thường là cùng là đồng đội với nhau, mọi người sẽ dành tình cảm cho nhau. Vậy thôi. Nên mọi người sẽ hiểu về, và tất cả khi mà mình cùng là đồng đội thì
tập luyện và mọi thứ mình đều cùng nhau rồi nên mình sẽ không có cái gì phải suy nghĩ nhiều. Người ta thì vẫn thường nói là ít học thì mới tham gia thể thao. Phương nghĩ như thế nào? Cái vấn đề đấy thì em không thể rõ được, nhưng mà em nghĩ là không phải ạ. Tất cả mọi người đều đi học bình thường rồi mới tham gia thể thao, và ngay từ ngày xưa khi em tham gia thể thao em cũng là một người học khá là tốt, không phải là học dốt hay là ít học gì cả. Trong quãng thời gian mà em thi đấu thể thao và theo đuổi bộ môn canoeing thì em còn học văn hóa không? Em có học văn hóa, bây giờ em đang học đại học năm cuối rồi. Em nghĩ là không phải ít học. Đa số vận động viên thể thao mọi người đều sẽ học đại học hết. Cái việc cân bằng giữa việc học, học tập những bộ môn văn hóa và việc theo đuổi thể thao có khó khăn không? Nó cũng có chênh lệch một chút, nhưng mà mình, như bọn em thì bọn em sẽ cân bằng được hết. Vì mình sẽ dành một nửa thời gian cho học văn hóa và một nửa thời gian dành cho tập luyện. Anh thấy những người đến từ dân tộc thiểu số, đặc biệt là những bạn nữ, sẽ phải lấy chồng rất là sớm. Còn với Phương thì sao? Cái đấy thì nó cũng là đúng ạ, nhưng mà chỗ em thì mọi người không như vậy. Và cũng là do quyết định của từng người và mình có muốn theo hay không theo. Bản thân Phương thì sao? Đã nghĩ đến việc lập gia đình chưa? Em chưa, vì gia đình em cũng không muốn lập gia đình sớm. Dành niềm đam mê cho thể thao. Vẫn muốn cho em theo đuổi sự nghiệp. Anh thấy khi mọi người xem thể thao thì sẽ lựa chọn thể thao vua như là bóng đá, điền kinh, bóng chuyền và một vài bộ môn khác thì sẽ không được quan tâm lắm. Ví dụ như canoeing thì sẽ ít đối tượng khán giả xem. Có bao giờ em chạnh lòng không? Bọn em cũng buồn, cũng có một chút buồn, nhưng mà bọn em sẽ có những khán giả riêng của bọn em và cũng có những người họ biết đến. Và đương nhiên những cái gì nó quá hấp dẫn thì mình cũng, ai cũng sẽ thích cả. Và đã gọi là vua và nữ hoàng thì nó sẽ là những cái bộ môn đi đầu để mà mọi người quan tâm. Như là Phương thì em sẽ thích xem bộ môn thể thao nào? Em cũng khá thích các bộ môn khác. Em cũng hay xem bóng đá, điền kinh, và em cũng khá nhiều mấy bạn của các bộ môn khác này em cũng hay quan tâm. Nếu bây giờ được chọn một bộ môn để theo đuổi ngoài canoeing thì sẽ là bộ môn nào? Em cũng thích nhiều môn lắm. Nhưng để bây giờ em thích nhất thì em nghĩ là sẽ đi học khiêu vũ. Học khiêu vũ, học dance sport ấy. Tại sao lại chọn khiêu vũ? Em thấy cái đấy đẹp và nó giúp con người uyển chuyển hơn. Anh thấy là khiêu vũ là sẽ phải hoạt động nhiều ở phần chân nữa này. Còn bộ môn của em thì đang hoạt động rất nhiều ở vùng lưng và vai và tay. Bộ môn của em nó cũng là hoạt động toàn cơ thể, nhưng mà chỉ có là phần chân mình không di chuyển nhiều, mình chỉ đứng tại chỗ và dùng sức thôi ạ. Trong thể thao thì em có thần tượng ai không? Ở trong nước hay là trong nước hay quốc tế đều được. Để nói thần tượng thì em không thần tượng, nhưng mà em rất là quý tất cả mọi người và những người có thành tích cao ấy, và những người họ chơi cùng em và em biết cái nỗ lực của họ và cái cách họ đạt được như vậy, để mà mình nhìn vào đấy mình học hỏi và mình hiểu cái đằng sau những cái vinh quang của họ là không hề dễ dàng, để mà mình cố gắng hơn. Hiện tại với cá nhân của Phương thì em nghĩ rằng cái đam mê duy nhất của mình có phải là canoeing không, hay bên cạnh đấy vẫn sẽ còn những đam mê khác nữa? Hiện tại thì em đang dành toàn bộ thời gian để tập trung vào một môn, vì em nghĩ là chỉ khi mà mình dành tất cả thời gian vào một cái gì đấy thì mình sẽ làm tốt nhất, thay vì là mình sẽ làm tràn lan nhiều vấn đề ra. Khi mà nhìn lại Trương Thị Phương năm 16 tuổi giành huy chương vàng thì đã khác Trương Thị Phương của bây giờ ngồi đây như thế nào? Dạ, em nghĩ là vẫn vậy thôi. Em vẫn là em vẫn như vậy. Chỉ có một chút là khi mà mình trưởng thành hơn đó, là mình lớn hơn, suy nghĩ mình phải nhiều hơn cái thời mình còn trẻ. Nhưng mà mọi thứ là tập luyện và sự suy nghĩ em vẫn nghĩ là em như vậy. Tất cả mọi vấn đề em đều chỉ cố gắng, chứ không bao giờ đặt ra một mục tiêu là phải như vậy, phải như thế này, phải như thế kia. Chỉ cố gắng hết sức mình có thể. Đấy, em nghĩ là thành công lớn nhất của mình. Một câu hỏi giả tưởng một chút. Tức là bây giờ nếu em được quay lại thời điểm khi em còn trẻ, đúng cái giai đoạn mà em đang muốn bỏ cuộc và muốn đi về nhà, thì Trương Thị Phương của bây giờ sẽ nói gì với Trương Thị Phương của lúc đấy? Chắc chắn là em vẫn sẽ nói là mình phải cố gắng lên ạ. Vì đến bây giờ em nghĩ lại tất cả những gì xảy ra, em vẫn là người phải cố gắng, là tự bản thân mình phải bước qua. Và đến bây giờ những gì em nhận được và em nhìn lại của quá trình đấy thì em thấy lúc đấy mình đã làm đúng. Một câu hỏi khó cho em nhé. Bây giờ em sẽ phải lựa chọn
giữa việc mất hết tất cả những tấm huy chương mình từng có và việc mất hết tiền bạc thì đó sẽ là... Em nghĩ là mất tiền bạc ạ. Vì những tấm huy chương đấy em sẽ quý nó hơn tiền. Và đương nhiên là những tấm huy chương đấy sẽ giúp em làm ra tiền. Anh thấy là việc theo đuổi thể thao nó rất là tốn về sức khỏe của mình. Em nghĩ rằng đích đến của mình sẽ là dừng lại ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Điều đấy thì em nghĩ là không chắc chắn được. Chỉ đến khi là bản thân mình ở thời điểm đấy mình cảm thấy mình nên dừng lại thì mình sẽ dừng lại thôi. Còn thể thao thì có thể mình có thể theo đuổi mãi mãi mà. Có thể đến 80 tuổi mình vẫn tập được, mình vẫn cứ tập thôi ạ. Nhưng mà đương nhiên là lúc đấy mình sẽ chỉ chơi theo kiểu gọi là dưỡng sinh thôi ạ, bán chuyên thôi. Em sẽ cố gắng đến khi nào mà bản thân cảm thấy là không thể mình không thể cố gắng nữa và mình nên dừng lại để làm những điều tốt hơn thì mình sẽ dừng lại. Giống như kiểu là sẽ làm công tác huấn luyện. Vâng, đấy, có nghĩa là sau này khi mà mình không thể thi đấu thành tích cao nữa thì mình sẽ quay về mình huấn luyện những người tài năng và trẻ hơn để họ sẽ thi đấu thành tích cao. Cho đến thời điểm hiện tại thì Trương Thị Phương cũng là một đàn chị trong bộ môn canoeing rồi. Khi nhìn các em nhỏ tuổi hơn mình thì cảm thấy như thế nào? Khi mà bây giờ em nhìn lại em thấy các em thì em thấy thứ nhất là mong muốn mình được trẻ lại như vậy để mà mình được cố gắng và nỗ lực hơn. Nhưng mà trên hết thì em thấy các em là mình cũng rất là vui khi mà mình đã có các đàn em kế cận ngay sau mình không quá quả khoảng cách. Và mình cũng mong muốn các em cố gắng hơn để sẽ có những thành tích tốt nhất. Quay trở lại với một tâm sự mà anh đọc được trên một trang báo về mẹ của em. Tức là khi mẹ em theo dõi em thi đấu và nhìn thấy em lên bục vinh quang thì đã khóc. Lúc đấy thì khi mà quay trở lại về nhà thì hai mẹ con có nói chuyện với nhau không? Thật ra là khi mà về nhà thì cũng nghe mọi người kể thôi. Nhưng mà rất là vui vì mẹ thì rất là tự hào về con. Mà con thì cũng rất là vui vì mà mẹ đã nhìn thấy những điều như thế. Thì thật ra là hai mẹ con chỉ nói chuyện bình thường thôi. Ý là kiểu mẹ hỏi kiểu mệt không, cứ thứ linh tinh thôi. Kiểu có nghĩa là bố mẹ em không kiểu đánh sâu vào tâm lý con ấy, không để cho con kiểu phải quá xúc động hay là buồn khi mà họ làm những cái điều cho mình ở đằng sau ấy. Nên là thì hai mẹ con chỉ nói chuyện bình thường đó, có nghĩa là mẹ cũng biết là như vậy mà mình cũng biết là mẹ đã như vậy thôi, chứ cũng không kiểu nói hẳn ra là như thế này hoặc là như đã làm như thế nào ấy. Em có tiếc không khi mà khoảng thời gian em không được ở nhà nhiều, không có thời gian để chăm sóc bố mẹ? Đấy, đến bây giờ nó vẫn là điều tiếc nhất. Vì ai cũng muốn chăm sóc bố mẹ hết, cũng muốn ở dành thời gian nhiều bên bố mẹ. Nhưng mà em nghĩ thì nó cũng là sự đánh đổi hợp lý á. Vì khi đấy mình còn trẻ chưa chắc mình đã hiểu gì để mà lo lắng cho bố mẹ. Nhưng khi mà mình ra ngoài mình nhìn nhận lại, mình mới biết là mình cần thương bố mẹ và thương bố mẹ như thế nào. Nên nếu em ở nhà thì đến tầm tuổi này em mới bắt đầu biết thương bố mẹ là như thế nào. Khi em đi thì em biết thương bố mẹ em từ rất sớm. Và câu hỏi cuối cùng trong chương trình Căn phòng bí mật ngày hôm nay dành cho Trương Thị Phương đó là: nếu Trương Thị Phương không phải là một vận động viên canoeing thì sẽ là ai? Đến bây giờ thì em cũng chưa xác định được em sẽ là ai. Nhưng chắc chắn là em nghĩ em sẽ cũng làm một điều gì đấy. Có thể không thể huy hoàng như vậy nhưng mà cũng sẽ là một người giúp ích cho xã hội. Và cũng sẽ theo học hết và cũng học một trường đại học nào đấy mà mình thích ở thời điểm mà mình không phải là một vận động viên. Sẽ làm một điều gì đấy, em nghĩ là vậy. Một điều gì đấy mang lại tự hào cho bản thân mình và cho gia đình đúng không? Chắc chắn là như vậy rồi. Ít nhất là phải làm một người có ích cho xã hội đầu tiên, em nghĩ là vậy. Cảm ơn Trương Thị Phương ngày hôm nay đã dành chút thời gian tham gia chia sẻ cùng Căn phòng bí mật. Vâng, cảm ơn anh. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Căn phòng bí mật đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.